có mấy cái máy phát điện của UV, còn mấy cái đã làm hộp xong rồi. Anh em nào lấy thì vui lòng lấy sớm nhé. Con này là con 1100W, giá của nó là 2 triệu, 1100W giá là 2 triệu. Đây là con 1200, giá là 3 triệu. Đây, con này 1200 nó nằm còn trong thùng, máy nó sẽ đẹp hơn, giá nó vẫn là 3 triệu nhé. Đây thì cái máy inverter của VOV 2600-2000W trong thùng, máy mới 95-96%, máy rất mới trong thùng. Có mấy con máy phát điện, và 1200. Bắt đầu lấy máy gì thì cứ vui lòng tranh thủ lấy sớm.